Con đường nghịch thiên tập 91 Một nửa bước yêu vương khác Trên người có chiến giáp Cũng lập tức nát bấy Ba nửa bước vương giả tuy tu luyện thần thông đỉnh cấp Nhưng mà một thân linh khí cường đại nhất Cũng không quá đáng là chuẩn phương phẩm Không có linh khí vương phẩm trên người Căn bản đã không tạo thành được uy hiếp gì Đối với Khương Tử Nam Các người không phải giết người cướp của sao Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng Oanh ra một quyền Kìm ra gợn sóng nhộn nhạo Ba người đồng thời rung mạnh trực tiếp bị oanh bay. Người đến cùng là người phương nào? Thông thiên cảnh sơ kỳ yêu tộc, coi như là yêu thần truyền nhân của yêu nguyên giả cũng không có lợi hại như vậy. Người rốt cuộc là ai? Cương giả của yêu tộc diện mục dữ tợn, hung ác, hiếm gặp kia. Giờ phút này rất kinh, ở đâu có hùng hàng càn quấy, bán đạo như trước kia nữa chứ. Bây giờ, Khương từ Nam cất tiếng nói, ta là ai à? Người vừa rồi không phải trả lời rồi sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, hóa thành một tia chớp kìm sắc, trực tiếp quát ngang ra một chân, tươi sống đá chết một nửa bức yêu vương ấy. Người lạ, người là Khương Tư Nam à? Còn lại một nửa bức yêu vương cùng một nửa bức vương giả đang nhìn nhau, đều nhìn ra thần sắc sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Bọn hắn thật không ngờ, muốn cướp bóc kỳ lan nguyên quả, phải mà cướp đến trên người tận của Khương Tư Nam. Bọn hắn đã biết rõ tên sát tình này vừa đột phá đến thông thiên cảnh, liền trực tiếp giết hơn bởi nửa bước yêu vương Bằng người mình đủ xem sao Thả cho ta Ta không dám cùng ngài đối đầu nữa Nể tình ta là nhân tộc Xin tha cho ta đi Trong mắt của nhân tộc nửa bước yêu vương giả kia Đột nhiên lộ ra một tia trở mong liền vội vã xin tha Nhưng mà cương tư nam căn bản không nói gì Ánh mắt lạnh như băng Hắn ghét nhất Đúng là loại mặt hàng giết người cướp của này Nếu mà gặp phải Tự nhiên không thể đơn giản buông tha được cũng không mất bao lâu Còn lại hai nửa bước yêu vương vương giả Đã bị Khương Tư Nam cường thế đuổi giết Máu rơi vãi trời cao Trước khi chết Trong ánh mắt đều mang theo hối hận Hoàng sợ cùng thân xác khó có thể tin Trong tay Khương Tư Nam đoá lên hào quang Trực tiếp xoáy lên ba cái chữ vật giới chỉ thu vào Ở chỗ này trì hoãn hơi lâu Cũng không biết thuần dương chi địa kia Có bị người ta chiếm cứ hay là không Khương Tư Nam thì thảo tự nói trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang trực tiếp bay lên trời bay về phía thuận giường chỉ địa gần nhất rầm gì? khương tư nam đáp mây bay đi vừa lúc đó tiểu hồng điểu hoàng nhi ở trong đồng ngực của hắn nhìn như là tình ngủ rồi vỗ cánh bay lên rơi vào trên đầu khương tư nam rầm gì dầm gì. hoàng nhi nhìn khương tư nam trong ánh mắt linh động tràn đầy thần sắc đáng thương hoàng nhi người là đói bụng rồi phải không khương tư nam hơi sững sờ cả buổi mới kịp phản ứng Hoàng Nhi ý tứ dĩ nhiên là đói bụng rồi Quả nhân Hoàng Nhi liên tục gật đầu vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Tư Nam Thế nhưng mà người ăn cái gì Không phải là ăn côn trùng đấy chứ Khương Tư Nam mỉm cười Có chút tà ác thú vị mà nói Dầm gì dầm gì Hoàng Nhi bay lên Cánh vùng vùng vẩy vẩy Muốn biểu đạt ra đồ vật nó thích ăn Nhưng mà phi hết cả buổi Khương Tư Nam cũng không có thể nào hiểu được Đến cuối cùng Hoàng Nhi có chút ủ trũ Một bộ đã bị người đánh bại rồi Đã có rồi Bỗng nhìn con mắt của Khương Từ Nam sáng ngời Trong tay hào quang đập lè Lấy ra mấy chục viên linh đan Từ thất bát phẩm đến tuyệt phẩm Thậm chí là linh đan chuẩn vương phẩm cũng có Còn lấy ra mấy chục viên linh thạch tuyệt phẩm Mà viên thuần dương đan Những vật này phia phù Ở trước mặt Khương Từ Nam Hắn nói Này Hoàng Nhi Ngươi nhìn xem trong này có đồ vật ngươi thích ăn hay không con mắt của hoàng nhi liền sáng ngời chớp cánh vội vàng lao đến những đình đàn rơi cửu phẩm kia hoàng nhi cũng không thèm nhìn trực tiếp hất qua một bên nó nốt lấy mấy viên đình đàn tuyệt phẩm một bộ vui sướng sau đó lại gặm hai khối đình thạch tuyệt phẩm cuối cùng nó ôm ba viên thuần dương đan còn lại và một cái đèn vào trong ngực của khương tư nam như là thư thư phục phục nằm xuống đó hoàng nhi cũng không có ăn liền ba viên thuần dương đan nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến thuần dương đan bắt đầu hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần dung nhập đến trong cơ thể của Hoàng Nhi, để canh chìm của nó thoạt nhìn càng tươi đẹp hơn. Ăn hết nhiều đồ vật như vậy, Hoàng Nhi cũng rất thỏa mãn mà ghé vào trong ngực của Khương Tư Nam nằm ngáy o o. Nó thật sự là đang ngáy đấy. Cái này, cái này thật đúng là cái gì cũng ăn hả? Chỉ lấy tốt ăn thôi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, trong ánh mắt nhìn Hoàng Nhi lộ ra vẻ cưng chiều tên tiểu tử này đi theo hắn, phảng phất như khơi gợi lên địa phương mềm mại nhất trong nội tâm của Khương Tư Nam. Hắn đối với Hoàng Nhi luôn có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Dùng tốc độ của Khương Tư Nam, rất nhanh liền bay đến chỗ thuần dương chi địa gần nhất. Khương Tư Nam thu điểm khí tức trên thần, bước về phía trước. Hắn thấy được trên đỉnh núi phía trước có một tê đàn kỳ dị đều động lên thần quang sáng chói, toàn nhìn cực kỳ thân bí. Chỗ đó là thuần dương chi địa nhưng còn không đợi hắn tới gần hắn để nghe được một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến lập tức để cho trong nội tâm cường tư nam trầm xuống xem ra thuần dương chi địa này đã bị người ta phát hiện cũng không biết bây giờ là tình hình như thế nào Cường tư nam suy nghĩ vẫn quyết định đi xem một chút rầm 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 vừa lúc đó thanh âm càng lúc càng rõ ràng truyền đến phảng phất như có người công kích trận pháp khương tư nam chứng kiến trên đỉnh núi có kiếm quang sáng chói đập lè, bóng người bay búa không ngừng phát động công kích ánh mắt của khương tư nam lóe lên chuyển một cái phương hướng khác giá yêu vân lặng lẽ bay đến trên đỉnh núi trên đỉnh núi bây giờ là một bình đài cực kỳ bằng phẳng phẳng phát như bị người ta dùng thần kiếm gọt một nửa sơn thể bóng loáng như kính ở phía trên sừng sững tới một tòa tết đàn cự đại cái tết đàn này cao trên trăm trượng dùng bảo khoáng thần bí xây thành lưu động khí tức tuế nguyệt cổ xưa và băng bạc không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi mà tế đàn bị một trận pháp khổng lồ bao phủ ở đây đã xuất hiện trên trăm cường giả thông thiên cảnh mười mấy đỡ bước vương giả đều đang thi triển thần thông cùng linh khí cường đại công kích trận pháp khổng lồ kia vừa rồi khương tư nam cảm nhận được âm thầm rầm rầm đúng là mọi người đang cưỡng ép phá trận công kích tuyệt tới trên tế đàn này là ngọc giản địa đô Ghi lại thuần dương chi địa rồi Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên Cũng lộ ra thần sắc kích động Hắn bắt đầu dò xét cẩn thận Tòa tế đàn kia Bên ngoài bao phủ trận pháp hào quang Giống như là đều cùng phù văn khắc trên tế đàn có quan hệ Ở trên tế đàn Có rất nhiều văn lạc huyền ảo Tản ra sáng bóng thần bí Lẫn nhậu đan vào Thần quang sáng chói mà mênh mông Tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ Khương Tư Nam suy đoán, tòa đại trận này ít nhất cũng là linh trận vương phẩm. Chỉ dựa vào những người này đến công kích, không có vài ngày, căn bản là không cách nào công phá. Nhưng mà Khương Tư Nam giờ phút này, đồng hành níu lại đã hơi giãn ra. Dĩ nhiên là phủ văn cổ tự tạo thành trận pháp, thần dương chi địa này chuyên môn lưu lại cho ta sao? Trong đội tâm của Khương Tư Nam cười hằng hắc, ánh mắt tỏa sáng. Trên thế đàn khắc phù văn huyền diệu, người khác khả năng nhận không ra nhưng mà hắn là biết thanh thanh sở sở cùng phụ văn cổ tự ở thần ma cổ chiến trường gặp được giống y như đúc hôm nay bên thần của mình dung hợp được phản phủ văn cổ tự nếu là trên trận phương phẩm có lẽ hắn rất khó phá nhưng mà phụ văn cổ tự hình thành linh trận vương phẩm với hắn mà nói thật đúng là không phải độ khó gì hơn nữa hắn thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong thế đàn Khương Tư Nam tầm niệm hơi đổi, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp tiến vào trong tế đàn này. Người nơi này mặc dù nhiều, nhưng mà chỉ cần hắn có thể sớm tiến vào bên trong tế đàn, thuần dương chi khí trong đấy có thể nói tất cả đều là của hắn. Ồ, lại vẫn có người quen à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Hắn chợt thấy ở trong đám người trước nhất, huyết mà tổng nhị thái tử, huyết bào phần phật bay. Trong tay hào quang sáng chói nó là một thanh cổ kiếm vô cùng sắc bén Đang mãnh liệt công kích trận pháp Mà ở bên cạnh hắn Là mấy người huyết ma tông trưởng lão Tu vi vô cùng cường đại Đều là nửa bước vương giả Khí tức nhiều uyên như biển So với ba tán tu nửa bước vương giả Mình chém giết thì mạnh hơn nhiều lắm Ngoài trừ huyết ma tông nhị thái tử ra Khương Tư Nam còn chứng kiến Mấy thiếu nữ mặc váy đen Cả đám dùng nhàn xinh đẹp Sắc nước hương trời sáng người tức ta mềm mại da thịt trắng bóng như ngọc vậy mà giống như ma nữ đều là đệ tử của u minh cung để cho khương tư nam có chút kinh ngạc không nghĩ tới đệ tử u minh cung tất cả đều là thiếu nữ tịnh lệ như thế hắn chỉ đại khái nhìn một chút liền lặng lẽ lách qua đám người công kích kia những người này dùng huyết ma tông nhị thái tử cầm đầu tất cả mọi người công kích về một điểm thần quang phun trào râm râm nổ mạnh hào quang trận pháp run rẩy nổi lên từng mảnh trung động dùng ánh mắt của khương tư nam cũng có thể thấy được khối khu vực này là điểm bạch nhược yếu kém của trận pháp cho nên mọi người mới tập trung công kích nhưng mà bởi như vậy liền cho khương tư nam thời cơ lợi dụng khương tư nam lặng lẽ thì triển ra tiền bí thuật che đậy thân hình của mình lách qua đám người đi tới một bên khác của tế đàn tại đây không có ai có thể chứng kiến vừa phản thuận tiện Khương Từ Nam đi vào phá trận. Dung. Khương Từ Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kim quang sáng chói. Trong nguyên thần của hắn có vô số hình vẽ thần bí thoáng hiện. Thời gian dần qua, cùng trận pháp trước mắt tạo thành một sự cộng minh, ngay cả chấn động cũng bắt đầu dần như là nhất trí. Cái này là phụ văn cổ tự liên hệ. Phụ văn cổ tự giống nhau có hiệu quả dung hợp kỳ diệu. Hôm nay cường Tư Nam phảng phất như một viên phù văn cổ tự huyền diệu. Đương nhiên, có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong trận pháp. Thân thể lập tức tiến vào trong trận pháp, biến mất không thấy đâu nữa. Ông, ông! Hào quang trận pháp nổi lên rùng động nhàn nhạt. Trong ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử, lộ ra một tiếng nghi hoặc. Thận thức buông ra, nhìn quét bốn phía, nhưng không có phát hiện ra cái gì. Kỳ quái! Thân như thế nào cảm thấy giống như là có đồ vật gì đó tiến vào trong trận pháp ấy nhỉ huyết mặt đồng nhị thái tử thi thao lẩm bẩm hắn tóc đỏ rối tung thân mặc huyết bao huyết sát kiếm trong tay tàn ra hào quang sắc bén không ngừng công kích đại trận nhưng mà ngay vừa rồi hắn tông nhiên cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến nhập trong tế đàn nhưng mà thần thức tìm tòi một vòng lại không có phát hiện ra cái gì mặc kệ đi bảo vật trong thế đàn này đều là của ta nếu ai dám cùng ta tranh đoạt ta liền để cho hắn phải chết huyết mà tổng nhị thái tử can rỡ cười cười lại giơ lên huyết sát kiếm tiếp tục công kích trận pháp bên ngoài tế đàn mấy thiếu nữ mặc hắc y dùng nhàn xinh đẹp nhưng mà tu vi đều cực kỳ thầm hậu đạt đến thông thiên cảnh giờ phút này dưới sự dẫn dắt của một nữ tử xinh đẹp hơn 20 tuổi từ một phương hướng khác công kích trận pháp nữ tử xinh đẹp như là sư tỷ của bọn thiếu nữ này tu vi cũng đạt đến thông thiên cảnh viên mãn giờ phút này trong tay có một thanh trường kiếm tuyết trắng tản ra sáng bóng lạnh như băng mỗi một kiếm chém ra đều phát ra khí thức như là băng hàn thấu xương phẳng phất như muốn đông lại vạn vật lạnh tận xương tủy thân hình của nàng cực kỳ là lướt da thịt tuyết trắng tản ra sáng bóng như ngọc ở trong xa y như ẩn như hiện có một loại hấp dẫn cực hạn Máy tóc dài như thác nước Còn người như hắc bảo thạch Cái mũi nhỏ cao cao Miệng nhỏ nhắn hồng nộn Không một không biểu hiện ra Đây là một tiền tử xinh đẹp đến mức tận cùng Trên trắng của nàng có mồ hôi Sắc mặt bởi vì pháp lực tiêu hào quá độ Mà xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt Giờ phút này nàng đối với một đám thiếu nữ nhỏ giọng nói Các vị sư muội Trong tết đàn này Nếu ta đoán không sai Hẳn là một thuần dương chi địa Có đại lượng thuần dương đan Đến lúc đó pháp lực trong cơ thể của chúng ta trải qua thuần dương đan này tẩy luyện, âm dương xảo tế được có thể có tăng lên rất lớn, mọi người cố thêm chút sức. Bên cạnh một thiếu nữ chất phác đáng yêu hành khách một tiếng nói, Tam sư tỷ nói không sai, nếu thật là thuần dương chi địa, Tam sư tỷ nhất định có thể một lần hành động đạt tới nửa bước vương giả, đến lúc đó có thể mang mọi người chúng ta ở trong thượng cổ di tích tìm được càng nhiều bảo vật hơn nữa, mọi người cố gắng lên. Đứa tử sinh đẹp kia tên là trung tuệ mà tiếng nữ chất phác tên là vương sao đều là đệ tử u minh cung Giờ phút này trung tuệ nhàn nhạt, nhạt thoáng qua huyết ma tông nhị thái tử ở xa xa nói Giao nhi chờ một lát nữa không nên tùy tiện làm việc thanh đế cùng đại sư tỷ đều không có ở đây chúng ta không tốt đối phó với huyết ma tông nhị thái tử cho nên tận lực điệu thấp làm việc đi vương Giao cũng nhìn huyết ma tông nhị thái tử một chút trong con người xinh đẹp hiện lên một tia chán ghét rồi nhỏ giọng nói cái tên dâm tặc này y vào ca ca của hắn lợi hại không biết tai họa biết bao nhiêu nữ tử chờ tu vi của ta vượt qua hắn nhận định phải thu thập hắn một ven <laughs> nhỏ giọng một chút giao nhi trung tuệ cười khổng một tiếng nói sao nhi nơi này chính là thượng cổ di tích người không nên nói lung tung nếu như bị huyết ma tông nhị thái được nghe được vào tai chúng ta sẽ phiền phức đấy Trước khi tìm được thánh nữ cung đại sư tỷ Tận lực điệu thấp có biết không Vâng tam sư tỷ Vương song ngoan ngoãn đáp ứng Sau đó gọi một đám sư tỷ muội Tiếp tục công kích đại trận Mà giờ các này Khương Tư Nam Đã tiến vào trong tế đàn rồi Tòa tế đàn này cao trăm trượng Toàn thân dùng bảo quang cổ sữa đúc thành Lưu động lấy hảo quang Thuế nguyệt pha tạp Khi tức cổ xưa mà trầm trọng Phía trên khắc lấy rất nhiều văn lạc huyền diệu Lẫn nhau đan vào cấu thành vô số phủ văn cổ tự. Tất cả phù văn cổ tự tạo thành đại trận bên ngoài tế đàn, lưu động lấy hào quang thần bí cực kỳ cường đại. Mà Khương Tư Nam giờ phút này đã đứng ở trên tế đàn, nhìn cái ao trước mắt hào quang lập loè, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Thuần Dương Đan Trì, quả nhiên là Thuần Dương Đan Trì, không ngờ tới trong thượng cổ di tích này thậm chí có tạo hóa như thế, xem ra tụ vi của ta lại có thể lần nữa tăng lên. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra miêu tả của thuần dương đan trì. Thuần dương đan trì này ít nhất cũng cần cường giả hoàng đạo mới có thể bố trí, chính là lợi dụng đại trận huyền diệu, lựa chọn một chỗ trí dương chi địa, thông qua cuộn cuộn không dứt từ trong hư không rút ra thuần dương trì khí, hình thành một ao hội tụ thuần dương đan, được dưng đặt thuần dương đan trì thuần dương đan chỉ này có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu thuần dương chi khí cô đọng thuần dương đan nhưng mà thủ pháp bố trí đã sớm biến mất ở một vạn năm về trước chân cương giới bây giờ ngay cả cương giả hoàng đạo cũng không có cho nên rất nhiều người không nghe nói qua thuần dương đan chỉ và thuần dương đan chỉ trước mắt tuy chỉ có phương viên hơn bưởi trưởng mờ mịt lấy sương bù thuần trắng bất nhiễm thuần dương chi khí bàng bạc từ trong đó tràn ra khương tư nam thậm chí có thể chứng kiến trong đan trì rậm rạp chằng chịt thuần dương đan từng viên từng viên như tinh thần sáng chói chói mắt trải qua vô số năm tích lũy thuần dương đan trong thuần dương đan trì này không biết có mấy chục vạn viên bây giờ là phương giả không biết bằng không thì thuần dương đan trì này tuyệt đối sẽ khiến cho vô số vương giả huyết chiến mà tranh đoạt nhiều thuần dương đan như vậy tất cả đều là của ta rồi khương từ nam cười hằng hắc ánh mắt động cũng không có suốt ruột tiến vào trong thuần dương đan trì mà phòng quanh thế đàn đi một vòng sau một lát trong tay lóe ra từng sợi hào quang phụ văn cổ tự ao nghĩa huyền diệu ở trong lòng của hắn chậm rãi chảy xuôi đồng thời đại la trận điển trôi nổi tàn ba trạch tự khí thần bí tồn quý mà đại khí vô cùng hôm nay khương tư nam chỉ là trận pháp thông sư muốn đạt tới trận pháp đạo phương cảnh còn không biết muốn bao lâu khương tư nam suy đoán có lẽ chỉ có mình chính thức đột phá đến vương thiên cảnh mới có thể tấn thăng làm trận vương mà thôi. Cho nên, hắn hôm nay cũng không cách nào bố trí ra linh trận vương phẩm. Bật quá có đại la trận điền là linh khí vương phẩm tường trợ, tăng thêm bản thân hắn dung hợp hơn vạn phụ văn cổ tự, ngược lại có thể thu được lợi dùng phụ văn cổ tự bố trí ra linh trận vương phẩm cường đại. Hai tay của Khương Tư Nam giao thoa kết ấn, tản ba trà quang mang màu vàng viên viên phù văn cổ tự từ trong đầu ngón tay của hắn bay ra ở trong hư không giao thoa kéo lên từng đạo ánh sáng thần bí ngày sau đó khương tư nam lấy ra mười mấy món linh khí tuyệt phẩm ở trong hư không phân loại thập phương dùng phù văn cổ tự tương dung theo thời gian trôi qua ở trong hư không đại đạo thần bí càng ngày càng nhiều cuối cùng huyễn hóa thành một tấm lưới ánh sáng trong đó phảng phất như con ngũ hành kiếm mang lưu động hơn nữa có một cỗ khí tức trí dương trí cường trấn áp đường hoàng to lớn vô cùng tôn quý ngừng khương từ nằm quát nhẹ một tiếng trong nhãn quàng lóe lên điện mang một linh trận phương phẩm vô cùng cường đại bị hắn bố trí ra bao phủ ở bên ngoài thuần dương đan hóa thành một cái giới thần quang <laughs> đại trận bên ngoài thế đàn chỉ là linh trận vương phẩm phong hộ mà ta bố trí ngũ hành trí dương kiếm trận chính là sát trận hơn đơn vị trang thành trận pháp phòng ngự không biết cái đám người bên ngoài kia có thể nhìn ra hay không đây bật quá coi như là nhìn ra không có 10 ngày nửa tháng chỉ bằng những người bên ngoài kia là đừng có nghĩ công phá được khương tư nam tự tin cười cười hắn vẫn đại la trận điền cùng phủ văn cổ tự bố trí đình trận vương phẩm này chính là một tòa sát phạt đại trận coi như là đối với vương giả cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ chứ đừng đó những cường giả thông thiên cảnh đang ở bên ngoài kia. Phốc một tiếng, Khương Tư Nam nhảy vào trong thuần dương đan trì. Phiến đan trì này cũng không tính là quá sâu, đại khái chỉ không đến mười trượng. Khương Tư Nam vừa mới đi vào trong thuần dương đan trì, liền cảm giác được thuần dương chi khí bàng bạc, dũng mãnh đi vào tứ chi bách hải của hắn, để cho hắn nhịn không được rên lên. Thoải mái lắm. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, hai mắt hắn nhắm lại. Quen miệng chữa đựng bột tia mỉm cười thản nhiên bảo tướng trang nghiêm toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, trong suy nghĩ tạp niệm bị loại trừ hắn xa vào trong tu luyện hô hô khương tư nam hô hấp vững vàng và kéo dài lỗ chân lông toàn thân hắn giãn ra nhất là không gian huyệt khiếu được mở mang những bốn vạn chín ngàn thần đăng điểm điểm kim quang sáng chói hóa thành phong xoáy kim sắc bắt đầu thôn vệ thuần dương chỉ khí bàng vàng ở chung quanh thuần dương chi khí chính là một loại năng lượng đẳng cấp cao được dưng là linh khí tiếp cận tiền giới nhất một tia thuần dương chi khí là ngàn vạn lần một tia thiên địa linh khí hoàn toàn không thể nào so sánh nổi đối với khương tư nam hiện tại mà nói coi như là linh thạch tuyệt phẩm đối với hắn hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ chỉ có thuần dương chi khí mới có thể thỏa mãn tù luyện của hắn thuần dương chi khí bắt đầu tẩm bổ toàn thân khương tư nam cốt cách huyết dịch kinh mạch cơ bắp của hắn càng long lánh trong cơ thể cơ hồ biến thành vang ống càng chắc chắn có một loại sáng bóng thần bí lưu động trong ngoài nhất thể kiên mà không thúc hơn nữa trong thức hải của khương tư nam bên ngoài nguyên thần kim thân bao phủ một thuần dương ngọc hoàn thần quang phảng phất như là phát triển theo hắn không ngừng thôn phệ thuần dương chi khí thuần dương ngọc hoàng thần quang cũng bắt đầu trở nên rõ ràng cùng đồng đậm hơn Tù vi của hắn vững chắc thông thiên cảnh sơ kỳ trở nên càng kiên cố hơn nữa vẫn còn đang tiến lên đã trải qua cửu trọng thiên kiếp nhân đạt tầm ba kiếp tẩy tuyệt cảnh giới nguyên thần của cương tư nam đã đạt đến thông thiên cảnh cực hạn coi như là cách vương thiên cảnh cũng chỉ kém một chút cho nên đối với hắn hôm nay mà nói giống như là hồ nước đã đào xong rồi chỉ cần liên tục không ngừng rót nước vào là được ở trước khi nước không có đổ đầy cơ hồ không có bình cảnh gì tồn tại cho nên đối với Khương Tư Nam hôm nay mà nói, chỉ cần có năng lượng cuồn cuộn không dứt, có thể trực tiếp đánh tới thông thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí tiến vào nửa bước vương giả. Bang, bang, bang. Trên người Khương Tư Nam truyền ra tiếng vang như rang động. Có một loại đại đạo tràn ngập. Tuần dương chi khí vô cùng bàng bạc, lập tức liền giải khai bình chướng của không gian huyệt khiếu. Bốn vạn chín ngàn lẻ một, bốn vạn chín ngàn lẻ hai, bốn vạn chín ngàn một trăm bốn vạn chín ngàn hai trăm theo khương tư nam không ngừng thôn vệ thuần xương chi khí không gian huyệt khiếu trong cơ thể của hắn không ngừng được mở mang ra khương tư nam như một cái động không đáy càng gây phản phất như hóa thành vòng xoáy kim sắc khắp thuần dương đan trì nhấc lên một hồi linh khí phong bạo cuồn cuộn không dứt chèn trúc phóng về phía khương tư nam xích hạ không ngừng bịt mở lưu động khí lạnh bốc hơi hoàn toàn bao vây khường từ Nam vào giữa. Thời gian một ngày một đêm đi qua, mọi người huyết ma tông nhị thái tử một mực công kích linh trận vương phẩm. Mãi cho đến ngày thứ sáu, toàn linh trận vương phẩm này vẫn ngăn không được nhiều người như vậy công kích, trầm trầm vỡ vụn. Ruột cuộc cũng phá xong, có thể được linh trận vương phẩm cường đại như thế thủ hộ. Trong thế đàn đánh nhất định có trọng bảo khó dò. Trong ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động, trong tay của hắn cầm huyết sát kiếm có thể nói là linh khí vương phẩm đỉnh cấp nếu là linh trận vương phẩm bình thường ở dưới nhiều người như vậy công kích đã sớm bị phá vỡ mà toàn linh trận vương phẩm này lại trọn vẹn dùng năm ngày có thể thấy được nó cường đại thế nào trận pháp càng cường đại nói rõ đồ vật trong đó càng khó lượng trong ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động vội vội vàng vàng mang theo một đám trưởng lão bay về phía thế đàn mọi người xông lên trên thế đàn nhất định có bảo vật trân quý đến cực hạn xem xem ai có thể đạt được tiên duyên ai là người được thiền đạo chiếu cố có người trông lớn một tiếng tất cả mọi người hô hấp dồn dập thần sắc kích động bay về phía trên thế đàn tam sư tỷ chúng ta đi nhanh đi nơi này chính là bảo địa có thần dương than đi trễ sẽ bị người khác cướp sạch vương rào cũng hoàn hồ tung tăng như con chim non trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chăn tay vẻ kích động lôi kéo trung tuệ muốn đi theo mọi người xông lên tốt chúng ta cùng đi bất quá chưa vị sư vội nhất định phải cẩn thận nếu có thể có được thuần xương đan đương nhiên là tốt không lấy được cũng không có gì hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng Trung tuệ nhìn mọi người phần phong một tiếng mười thương nữ u mình cùng đều hưng phấn đáp ứng sau đó cùng trung tuệ bay đi đây là Thời điểm mọi người bay tới trên tế đàn Lại trợn tròn con mắt Ở trước mặt bọn họ Là một kết giới hào quang sáng chói Mơ hồ có thể chứng kiến trong đó Lưu động lên ngũ hành kiếm mang phần được có một loại khí thức cường hoàng to lớn Để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi Đây cũng là một tòa linh trận vương phẩm Chuyện gì đã xảy ra thế Mọi người lập tức có chút nhụt chí, Thật không ngờ thời điểm tràn ngập hy vọng Muốn cướp đoạt bảo vật lại bị một tòa linh trận vương phẩm chặn đương. Ở trong đó buồn bực nhất đúng là huyết ma tổng nhị thái tử rồi. Kỳ vọng của hắn lớn nhất, hiện tại thất vọng cùng phẫn độ tự nhiên cũng lớn nhất. Công kích cho ta, linh trận vương phẩm bên ngoài cũng bị công phá. Ta không tin toàn linh trận vương phẩm này có thể đỡ nổi được đâu. Huyết ma tổng nhị thái tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hồ lớn lên. Nhị thái tử, tòa trận pháp này có chỗ cổ quái, thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục phá hát trận bên người huyết ma tổng nhị thái tử một lão giả râu tóc bạc trắng dùng nhàn quắc thước trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang chậm rãi nói cổ quái à cổ quái cái gì trong ánh mắt của huyết ma tổng dị thái tử lộ ra một tia nghi hoặc hắn cũng đã biết lão già này là một vị trận pháp tổng sư trong nghệ trận pháp sâu đậm đối với ý kiến của hắn huyết ma tổng nhị thái tử vẫn rất xem trọng Nhị thái tử, tòa trận pháp này không phải linh trận vương phẩm ở thời kỳ thượng cổ đâu." Ánh mắt của lão già sáng quắc nhìn cái giới phía trước mắt, chậm rãi nói: "Tuy toàn linh trận vương phẩm này cũng dùng phù văn thần bí thời kỳ thượng cổ bố trí, nhưng lại che giấu không được chấn động trong đó. Đây là một linh trận vương phẩm vừa bố trí không lâu, luận về thời gian có lẽ không cao hơn 5 ngày đâu." "Cái gì chứ?" Không chỉ huyết ma tông nhị thái tử ngay cả mọi người chung quanh cũng chấn kinh rồi Nếu toàn linh trận vương phẩm này Thật là có người ở bên trong vòng 5 ngày bố trí xuống Đây chẳng phải là nói Là nói thời điểm bọn hắn Vẫn đang cường lực phá trận Đã có người bất trị bất giác tiến vào rồi à Nói như vậy Thần binh nhân bố trí tòa trại trận này Đã ở trước mặt mọi người tiến vào Cũng có khả năng Trọng bào trên thế đan Đã bị thần bí nhân lấy cả rồi Chẳng lẽ là cây tia chấn động 5 ngày trước kia trong đầu cổ huyết ma tổng nhị thái tử xẹt qua một tia ánh sáng lập tức nhớ tới năm ngày trước mình cảm giác được hào quang trận pháp xuất hiện chấn động hình như là có người tiến nhập bên trong tế đàn lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ảo giác nhưng mà hôm nay xem ra thật đúng là có người tiến nhập vào tế đàn rồi thân sắc của huyết ma tổng nhị thái tử lập tức liền trở nên vô cùng âm trầm thành ngầm rét lạnh tràn đầy sát cơ tốt lắm tốt lắm cũng dám đoạt bảo vật của bản thái tử bất kể là ai ta đều cam đoan người nhất định phải chết hơn nữa là chết cực kỳ thê thảm mọi người thấy thần sắc của huyết ma tổng nhị thái tử đều nhìn không được trong nội tâm lạnh run biết rõ thần vi nhân trong trận pháp khẳng định đã thảm rồi mọi người không phải không có nghĩ tới người trong đại trận là một vương giả nhưng mà rất nhanh liền bài trừ dù sao vương giả có thân phận của mình nấp cập ghé bảo vật bên trong tế đàn thân mặt không cần lén lút lần vào có thể quang minh chính đại phá trận đi vào coi như là huyệt bà tổng nhị thái tử cũng không dám nói cái gì hôm nay vụn trộn tiến đến còn bố trí xuống một tòa trại trận ngăn trở đường đi của mọi người hiển nhiên không thể nào là vương giả như vậy người dưới vương thiên cảnh đặc tội huyệt mà tổng nhị thái tử kết cục tất cả mọi người có thể tưởng tượng được phá phá ngay cho ta Việt mặt tổng nhị thái tử gào lên một tiếng Việt sạt kiếm trong tay quang mang đại thác Tàn mát ra ngàn vạn đạo huyết sắc quang mang Để cho họ ở giữa thiền địa bao phủ Một tầng huyết quang sạt khi ngập trời Chém về phía ngũ hành trí dường kiếm trận Đoanh Thần quang nổ tung Đại trận trước mắt nổi lên rung động nhàn nhạt, nhạt Bắt đầu chấn động Nhưng mà ngay sau đó Vô số kiếm quang từ trong đại trận bắn ra Ngũ hành chi khí lưu động Lập tức tịch cuốn về phía mọi người trong sương mù mì mờ kim quang tung hoành lẳng lệ ác liệt mà khủng bố lập tức liền có mấy thông thiên cảnh đại yêu trốn tránh không kịp bị kim quang cắn nát hóa thành huyết vụ chết mẹ rồi đây là một sát trận mọi người ngăn trở lại có người thét to một tiếng tất cả mọi người vội vàng tế lên linh khí cường đại huyễn hóa ra hào quang phong ngự phong ngư kiếm quang cổng giết ai cũng không nghĩ tới thần binh nhân bên trong vậy mà vô sỉ tới như vậy ngụy trang thành một tòa linh trận vương phẩm bình thường nhưng mà trên thực tế dĩ nhiên là một vương phẩm sát trận phải biết rằng trận pháp phòng ngự bình thường cùng sát trận ở giữa khác nhau là rất lớn phòng ngự chi trận bình thường chỉ cần không ngừng công kích tiêu hào hết năng lượng của trận pháp liền có thể phá vỡ nhưng mà sát trận chính là hung thần chi trận nếu tùy tiện công kích đại trận chẳng những rất khó phá còn không phải trận pháp cắn trả gây ra sát cơ của trận pháp. Hiện tại là tình hình như vậy, huyết mà tổng nhị thái tử bị cắn trả là cương liệt nhất. Bất ngờ không đề phòng, mình ngô hành kiếm khí công giết. tóc đèn bị kiếm khí trảm nát, nếu như không phải trên người hắn có chiến y phòng cự cương đại, chỉ sợ cũng sẽ bị thương rất nặng. Hiện tại bộ dạng của huyết mà tổng nhị thái tử thoạt nhìn cực kỳ chật vật, đầu đầy tóc đèn tán loạn, trên gương mặt bị kiếm quang kéo lê một tia vết máu. Mà trong ánh mắt của hắn thì đột nhiên bộc phát trà sát cờ như thực chất. Hắn trên đề phẫn nộ rồi, phổi cũng bị thức điền lên. Cho tới bây giờ, chỉ có nhị thái tử hắn khi dễ người ta, cướp bóc người ta, trồn giết người ta. nào có người nào dám đối với hắn như thế? Đã đoạt đồ của hắn, trêu đùa hắn, hôm nay để lừa bịp hắn. Người vô sĩ như vậy, ngay cả nhị thái tử hắn cũng không nhịn nổi. Bật luận người là ai ta cũng cam đoan người nhất định phải chết hơn nữa ta muốn cho người muốn sống không được muốn chết không xong nhận hết thống khổ kêu rên mà chết đi ta cam đoan đấy thanh âm của huyết ma tổng nhị thái tử lạnh như băng trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát cơ vô tận phá cho ta huyết ma tổng nhị thái tử lại cầm huyết sát kiếm vọt lên lúc này bọn người huyết ma tổng trưởng lão cũng bắt đầu nhao nhao thi triển thần thông cường đại tên lên linh khí có công kích về phía đại trận mà những người tù vị yếu thì không dám động thủ sợ lấy xúc động sát cơ của đại trận không hiểu thấu bị kiếm quàng chém giết tam sư tỷ gia hỏa trong đại trận này quá vô liêm sỉ rồi ha 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 quả thực là so với huyết ma tổng nhị thái tử còn muốn vô sỉ hơn bất quá ta thích lắm chứng kiến người kia kinh ngạc như vậy ta cũng cảm giác được rất khoan khoái và dễ chịu Tiểu nhà đầu vương giao này phản phất như cực kỳ không quen nhìn huyết ma tông nhị thái tử. Giờ phút này nhìn Trung Tuệ cười hì hì nói. Thần biên nhân trong đại trận xác thực thần thông quảng đại có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu linh trận phương phẩm. Hơn được bố trí trong một tòa đại trận như vậy coi như là tu vi không có đạt tới vương tiên cảnh nhưng mà rất có thể là một trận vương. Người như vậy cũng không phải huyết ma tông nhị thái tử có thể đối phó được trong ánh mắt của trung tuệ hiện lên một tiệc cử trí nàng nhìn bởi vị đệ tử của u minh cung rồi dặn dạ. nếu đại trận này bị phá vỡ mọi người không nên ra tay lung tung ta có cảm giác thần binh nhân kia rất không tầm thường khẳng định đã không tầm thường rồi có thể làm cho huyết ma tông nhị thái tử kinh ngạc ta đoán nhất định là một thiếu niên thiên tài vô cùng yêu nghiệt cũng không biết hắn lớn lên có đẹp trai hay không có đạo lữ chưa trong ánh mắt của vương rào lộ ra vẻ hoa si Hi hi cười nói Chớ có mà suy si tâm vọng tưởng Chuyên tâm và phát trận đi Trung thể tức giận nhìn nàng một cái Cũng cùng mọi người chung một chỗ công kích Mặt giờ khác này Ở trên không thượng cổ di tích Trong hư không kim quang sáng chói Một thanh niên người mặc kim giáp chiến y sang người cao to bao phủ trong kim quang Thân bí mà uy nghiêm Sợi tóc của hắn đều là kim sắc không bị trói buộc rối tùng ở sau gáy khuôn mặt anh tuấn phong thần như ngọc nhất là đôi con người kìm sắc sáng chói mà chói mắt phẳng phất như có thể khám phá hết thảy vô căn cứ cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm phảng phất như đối mặt với thiền đế hắn đứng ở trong hư không có một loại ý vị vô địch quan sát cựu thiên thập địa hoành đầy bát hoang lục hợp ở phía sau của hắn có một đám cường giả mặc kìm giáp khí tức vô cùng cường đại quân mặt lạnh lùng, giờ phút này tất cả đều có chút cúi đầu, phảng phất như triều bái vương giả. thanh niên kim giáp chiến y chứng kiến toàn thế đàn phía dưới, trong một con người kim sắc bỗng nhìn hiện lên một đạo hào quang sáng chói, có ý tứ vậy mà nhanh như vậy liền phá vỡ trận pháp bên ngoài thuần dương đan trì. thanh niên mặc kim giáp chiến y ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi nói, mà bên cạnh hắn có một kim giáp trùng điền nhân nhìn tới đàn phía dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, thành ngầm lạnh lùng nói: "Thiếu chủ, thần dương đan trì này vốn là đồ đạc của chúng ta, muốn tàn giết tất cả những người này hay không?" "Đừng vội." Thanh niên mặc chiến y nhàn nhạt, nhạt, nói: "Thần dương đan trì này không tính là chí bảo gì, nếu như vì ít đồ vậy mà đánh rắn động cỏ, có thể sẽ không tốt đâu. Mục tiêu của chúng ta là tinh quyệt cổ thành, cùng với chí bảo mật tổ tiên lưu lại ở hành tâm chi địa." Vậy thì cho bọn hắn sống nhiều thêm mấy ngày đi Kim giáp trùng điền nhân nhãn quàng lóe lên Khi tức truyền thần hắn mịt mờ mà cường đại Chỉ lộ ra một tia Lại để cho người ta hư không trung quanh run rẩy Kim giáp trùng điền nhân này dĩ nhiên là một vương giả Mà thanh niên mặc trên y kia Tùy tu tù vi đạt đến nửa bước vương thiên cảnh Có thể làm cho một vương giả cung kính xưng một tiếng thiếu chủ Có thể thấy được người thanh niên này Lai lịch rất là không tầm thường ha 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 kim phong chứng kiến mấy con sâu cái kiến này đánh cắp thuần dương đan trí của tổ tiên người lại có thể nhịp, thật đúng là khó có được vừa lúc đó trong hư không lóe lên hào quang một thanh niên mặc chiến y đồng dạng xuất hiện ở trong hư không đằng sau đi theo hai vương giả khí tức mình mông tất cả đều vô cùng cường đại đây là một thanh niên thoạt nhìn có chút khôi ngô cơ bắp từng cục lượn lờ lấy kim quang sáng chói khuôn mặt cương nghị tựa như là một hoàng kim chiến thần hắn khi huyết sông lên trời cực kỳ áp bách hơi đậm một chút liền để cho hư không chung quanh rung rung phảng phất như thiên địa cũng không chịu đổi khí tức của hắn mà hắn giờ phút này nhìn về phía kim phong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt là ngươi à kim cường thiếu chủ ánh mắt của kim phong lóe lên cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn nhìn hắn thản nhiên nói ngươi không đi tinh tuyệt cổ thành đời nơi này làm cái gì sự tình thuần dương đan trì không cần cười tới lắm mồm đâu người ánh mắt của kim cương phát lạnh thân sắc của hắn lập tức lại khôi phục bình thường cười ha ha một tiếng mà nói kim phong ta cũng lười cùng người nói nhảm làm gì tổ tiên truyền thừa tất nhiên là sẽ bị ta lấy được đến lúc đó ta sẽ trở thành thiếu tộc trưởng các người những cái tên phế vật này tất cả đều là phải phủ phục dưới chân của ta sau khi nói xong, Kim Cương khinh thường nhìn Kim Phong. Trên người hào quang biến ảo, cùng với hai vương giả chung một chỗ biến mất trong hư không. Thiếu chủ, Kim Cương này quả thực là cuồng vọng đấy. Hắn cho là hắn có thể dễ dàng như vậy đã được tổ tiên truyền thừa sao? Trên mặt của Kim Cương Kim Giáp trùng điền, lộ ra một tia giận dữ nói. Kim Phong cười nhạt một tiếng nói. Kim Cương là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ tuổi hắn kỳ thật sớm có thể đột phá vương thiên cảnh từ lâu rồi. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá, chính là vì tổ tiên truyền thừa. Cho nên hắn nhìn như cuồng vọng hung hăng, kỳ thực tâm cơ rất thâm trầm. Chúng ta không nên bị bên ngoài của hắn lừa bịp. Bật quá coi như hắn thiên từ mạnh hơn ta thì như thế nào? Tổ tiên truyền thừa chú ý chính là vào cơ duyên. Cuối cùng nhất chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được đâu. Sau khi Kim Phong nói xong, không có tiếp tục xem tới đàn phía dưới, mà chân đạp kim phân, thần tình lạnh nhạt mà thong song đi về phía xa xa. Sau lưng là một đám cường giả đều vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất giữa thiền địa. Rầm rầm! Phía dưới bọn người huyết ma tổng nhị thái tử cũng không biết sự tình phát sinh ở trên đỉnh đầu của mình. Nhưng trước khi thi triển thần thông công kích ngũ hành chi dương kiếm trận do cường Tư Nam bố trí, kiếm quang lập lòe, thần quang tung hoành, thiên địa rầm rầm nổ mạnh. Khương từ Nam bố trí linh trận vương phẩm tuy là cường đại, nhưng mà vẫn ngăn cản không nổi trên trăm nửa bức vương giả không ngừng công kích. Nhất là huyết sát kiếm trong tay huyết ma tông nhị thái tử, vô cùng cường đại, sát khí khủng bố nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Lại 10 ngày nữa trôi qua, sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử cũng trở nên âm trầm, trong ánh mắt sát cơ vô cùng đông đậm, trong lòng của hắn tràn đầy oán khí, hận không thể lập tức liền vọt vào giết thần bí nhân vô sỉ kia. Không nên để cho ta biết rõ ngươi là ai, nếu không ta cam đoan nhất định phải tru sát cả nhà, diệt sạch cửu tộc nhà ngươi. Thanh âm của huyết mà tông nhị thái tử vô cùng rét lạnh, có thể thấy được hắn giờ phút này phẫn nộ đã đạt đến cực hạn, rầm rầm. Kết giới cũng có hành chí giường kiếm trận, càng ngày càng mờ nhạt. Toàn đại trận này dù sao, cũng đã cường từ Nam vội vàng bố trí, không có linh khí cuồn cuộn, không rất duy trì, có thể ngăn cản nhiều ngày như vậy. Đã nói rõ, cường từ Nam ở trên trận đạo cường đại như thế nào rồi. Theo kết giới trận pháp bắt đầu trở nên bạc nhược và yếu kém, thì tất cả mọi người có thể chứng kiến trên tế đàn xuất hiện một cái ao mờ bịt, lấy hảo quang, có khi lưu bỏng gà sữa nhàn nhạt lập le, hơn nữa bao phủ một thân ảnh thần bí quả thực có người nhanh chân đến trước tất cả mọi người thần sắp cổ quái nhất là chứng kiến huyết mà tổng nhị thái tử cơ hồ muốn điên cuồng trong nội tâm đối với thần bí nhân càng thêm bội phục cũng dám ở trong tay huyết mà tổng nhị thái tử cướp đoạt bảo vật thần bí nhân này thật đúng là lợi hại <laughs> chờ xem một hồi khẳng định có một hồi long tranh hổ đấu bật qua cái ao này là cái gì bên trong hẳn là có chí bảo gì đó một hồi chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn cướp được một chút. Mọi người vẻ mặt khác nhau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động cũng càng phát ra mong đợi. học phí nhiều ngày như vậy, công phá hai vương phẩm đại trận, như vậy đồ vật bên trong khẳng định rất là không tầm thường. Đoanh! Vừa lúc đó, một đám trưởng lão của huyết ma tông, tăng thêm huyết ma tông nhị thái tử, đã phát động trong một kích cuối cùng. Lực lượng cuồng bạo phóng ra cả bát phương sát khí âm hàn để cho tất cả mọi người run rẩy. Cuối cùng ngũ hành trí dương kiếm trận như tấm gương lập tức hóa thành bành vỡ. Một cái ao thần bí phong cách cổ xưa lượn lờ lấy dương bụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuần dương trí khí thật đồng điệu, cái này chẳng lẽ là thuần dương đan tri trong thuyền thuyết sao? Có người hấp thụ linh khí màu ngà sữa, lập tức cảm giác được toàn thân thư thái, phảng phất như vũ hóa phi thăng, lập tức kinh hồn một tiếng trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng cái gì dĩ nhiên là thuần dương đan trì đây chính là trí bảo trong truyền thuyết tụ đại thuần dương chi khí vô tận hóa thành thuần dương đan thượng cổ di tích này đâu như vậy cũng không có bị mở ra không biết bên trong ngưng tụ vào điều viên thuần dương đan đây tất cả mọi người mắt lộ vẻ khiếp sợ bọn họ đều biết thuần dương đan chỉ trân quý loại bảo vật này có thể cổ động thuần dương đan coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không có đã sớm thất truyền từ lâu rồi <laughs> tam sư tỷ người đoán không lầm rồi tại đây dĩ nhiên là thuần dương đan trì đợi lát nữa chúng ta cũng có thể cướp được một ít thuần dương đan rồi vương giao hoan hô tung tăng như chim sẻ trên không trung khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy thần sắc kích động trong ánh mắt của trung tuệ cũng có một tiếng kích động bất quá nàng vẫn hít xong một hơi lùi kéo tay vườn rào nói không được hành động thiếu suy nghĩ thần binh nhân trong thuận dương đan trì rất không tầm thường ta xem huyết ma tông nhị thái tử chắc chắn sẽ không buông thả cho hắn cả hai tầm đó tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến đấy bởi mấy ngày nay ở trong thuần dương đan trì được vô số thuần dương đan chống đỡ khương tử nam chẳng những vững chắc tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ còn một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ nếu không phải vì đám người huyết ma tông nhị thái tử đã công phá ngũ hành chí dương kiếm trận cương tư nam có nắm chắc dựa vào những thuần dương đan này là có thể một lần hành động đạt tới thông thiên cảnh phiền mãn nhưng mà hôm nay hắn lại không thể không từ trong trạng thái tu luyện mà tỉnh dậy thuần dương chi khí thuần khiết vô hạn toàn thân của cương tư nam bao phủ một mảnh kim quang sáng chói Các người bảo tướng trang nghiêm từng sợi thần hình nhập vào cơ thể vượn quanh thân hình phụ trợ cho hắn giống như một tuyệt đại chân tiền Chỉ là bộ dạng của hắn hôm nay như cũ là hình dạng trung niên nhân bình thường. Ở dưới dạng thiên bí thuật trẻ giấu, hắn chính là một yêu tộc đại năng. Út trở đây cho ta. Việt mà tổng nhị thái tử cầm huyết sát kiếm trong tay. Thời điểm hắn chứng kiến Khương Tư Nam trong thuần dương đan trì, thì oán khí cũng vẫn hộ động lại lâu như vậy, rốt cuộc như núi lửa phun trào. Trong ánh mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy sát cơ dài đặc Huyết sát kiếm quang mênh mông chém về phía của khương tử nam oanh một tiếng tiêm máu bao phủ hư không từ nhiều huyết sắc thần long ngang trời đánh tới sát khí sông lên trời tản mát ra một loại khí tức để cho mọi người tim đập nhanh đây chính là linh khí vương phẩm đỉnh cấp huyết sát kiếm hôm nay ở trong huyết ma tông nhị thái tử còn như không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy năng nhưng cũng đã đầy đủ khủng bố rồi Ông một tiếng mà Cương Tư Nam ở trong thuần dương đan trì Hai mắt đột nhiên mở ra Bắn ra hai đạo kim quang sắc bén Sắc mặt của hắn trầm xuống Thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc Lập tức liền tránh ra Làng không hư đạp Càng gây tàn mát ra một loại khí thế vô tận Huyệt mặt tổng nhị thái tử sao Ngươi là muốn tìm một cái chết sao Cương Tư Nam nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Như là một tiếng sấm sét Ở trong hư không đổ vang Cái gì? tất cả mọi người sắc mặt cổ quái ở bọn hắn xem ra yêu tộc đại năng trước mắt tù vì bất quá là thông thiên cảnh trung kỳ nhưng mà dám cùng huyết ma tông nhị thái tử nói chuyện như thế hắn ở đâu có trả tự tin như vậy <laughs> Tương giả yêu tộc này rất là có ý tứ không biết hắn có chỗ dựa gì lại để cho hắn đối mặt với huyết ma tông nhị thái tử mà mặt không đổi sắc như thế thật đúng là trở mong đấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của vương sao lộ ra dáng tươi cười hưng phấn mặt tỏ sáng nóng lánh vẫn nhìn khương tư nam sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử phát lạnh sập tức điên cả lên người trước mắt này rốt cuộc là từ đâu mà xuất hiện hắn đã biết rõ mình là huyết ma tông nhị thái tử lại vẫn dám cùng mình nói chuyện à người này thoạt nhìn rất là bình thường chính là một yêu tộc đại năng thông thiên cảnh khả năng có một ít thủ đoạn kỳ dị có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tế đàn đoạt thuần dương đan trì của mình không nói còn hung hăng càn quấy tới như thế cái này để cho huyết ma tổng nhị thái tử lập tức không thể nhẫn nhịn tiểu tử ngươi thật là to gan chẳng những phụng trộm ẩn vào chiếm đoạt thuần dương đan trì của bản thái tử lại còn dám bố trí trận pháp cản trở ta ngươi thực sự có gan đấy hôm nay mặc kệ người hấp thù bao nhiêu thuần dương đan ta cũng bắt người nhổ ra hơn nữa sẽ để cho người nếm đến thống khổ cực hạn nhất trong thiên địa này. Thanh âm của huyết ma tông nhị thái tử lúc bấy giờ lại vang lên. Có thể nói vô cùng băng hàn, sát cơ bắn ra bốn phía. Hắn vừa nghĩ tới những thuần dương đan bị khương tư nam hấp thu kia, lập tức liền tâm thương yêu không dứt, hận không thể tháo đối phương thành tám khối. Khương tư nam nhàn nhạt, 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 nhìn thoáng qua huyết ma tông nhị thái tử, diễu cợt nói. Là gan của ta cũng từ trước đến nay rất lớn nhưng mà cũng không có kiều ngạo như ngươi đại danh của huyết ma tông nhị thái tử ngươi ta là như sấm bên tai lẫn nam bá nữ việc ác bất tận ma môn cũng bởi vì có người như ngươi mới có thể bị người trong thiên hạ phỉ nhổ hôm nay coi như ngươi không tìm ta ta cũng sẽ đi tìm ngươi trong lòng của cương tư nam cũng động một tia sát cơ ở trong thần ma cổ chiến trường hắn không có giết huyết ma tông nhị thái tử này không nghĩ tới ở đây lại gặp được hơn nữa còn bá đạo trước sau như một hùng hằng can quấy trước sau như một đi chết đi cho ta viết mà tổng nhị thái tử lập tức cũng nhịn không được nữa trong ánh mắt sát cơ bùng lên vùng huyết sát kiếm lên chém về phía khường tử nam huyết sát kiếm ong ong chiến minh huyết quang tràn ngập phảng phất như có một huyết mà dự tợn đáng sợ từ trong hư không u ám đi tới toàn thân đều là kiếm quang sắc bén nhai răng cười đánh về phía cường tử nam Chú ý linh khí phi kiếm này không tệ Thảm muốn Khương Tư Nam nhàn nhạt, nhạt, cười nói Lập tức oanh ra một quyền Kim quang chiếu rọi thập phương Hư không ong ong run rẩy Trên đám tay của Khương Tư Nam Đã bắn ra thần hy Thiên địa rầm rầm nổ mạnh Xuất hiện một năm đấm kim sắc Hơn nữa lập tức tăng vọt trên trăm trượng Phẳng phất nhau bao phủ điện mang rừng rực Ẩn ẩn có hỗn độn khí điều động Một quyền đây uy lực ngập trời Thường tự Nam cảm giác được lực lượng của mình lại có chỗ tăng lên. Lúc này đây, không gian huyệt khiếu của hắn ta lại mở gần 6 ngàn, hào phí mấy vạn thuần dương đan. Thuần dương đan trì này vô số nằm tích lũy để bị hắn hào phí hơn phân nửa. Từ mấy vạn viên thuần dương đan bị hắn đây đi. Trong thuần dương đan trì trước mắt chỉ còn lại có rải rác mấy trăm viên. Kim quang thanh khiết mà thần bí, chí dương chí cương, đường hoàng to lớn cùng kiếm quang của huyết sát kiếm chạm vào nhau như là cơn sóng gió động trời râm râm nổ tung mà kiếm quang phảng phất như đã khắc tinh của huyết quang theo huyết sát kiếm ngừng hình thành huyết ma cùng với nắm đấm đối kháng thì thân hình đấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên trong suốt hơn nữa nhanh chóng tan rã cuối cùng huyết quang ở giữa thiên địa bị quét ngang không còn mà một quyền này của khương tử nam cũng thừa cơ oanh lên huyết sát kiếm một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến huyết sát kiếm run rẩy kịch liệt một cô lực lượng hùng hồn mênh mông không cách nào ngăn cản truyền đến sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử lại đại biến trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin được đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ở trong hư không bay ngược trên trăm trượng mới đứng vững được thân hình nhưng mà tay hắn cầm huyết sát kiếm đã cơ hồ chết lặng run rẩy kịch liệt cầm huyết sát kiếm cũng bất ổn làm sao có thể Làm sao có thể như vậy Không chỉ huyết ma tông nhị thái tử Ngay cả trong ánh mắt của mọi người Cũng mang theo thần sắc khó có thể tin Huyết ma tông nhị thái tử là ai Tuy ngang ngược kiêu ngạo Ương ngạnh Rất nhiều người đều không thích Nhưng mà thiên phú là thật Hôm nay bất quá hơn 30 tuổi liền đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ Cộng thêm linh khí vương phẩm đỉnh cấp Huyết sát kiếm Có thể nói Coi như là nửa bước vương giả Cũng có thể chém chết nhưng mà kết quả cuối cùng lại là ngoài dự đoán của mọi người Yêu tộc đại năng trước mắt Nhìn như bình thường kia Chỉ một quyền liền đánh đùi huyết ma tông nhị thái tử rồi Cái này để cho tất cả mọi người Cảm giác giống như đang nằm mơ Đều sợ ngay cả người Ê nhà Hắn như thế nào lại mạnh như vậy Vương giao hát to miệng Mà trung tuệ ở bên càng là cũng cực kỳ khiếp sợ Quá mạnh rồi Cương tư nam cảm thụ được Pháp lực toàn thân vô tận mênh mông như biển ánh mắt càng sáng trói hơn mấy vạn viên thuần xương đan đã đủ cho người khác trực tiếp đột phá đến phương thiên cảnh nhưng mà đối với hắn cũng không quá đáng là tăng lên một tiểu cảnh giới mở sáu ngàn không gian huyệt khiếu hồng mông tạo hoa kinh này thật đúng là lợi hại hơn nữa có thể tưởng tượng càng đi về phía sau tiểu hào tài nguyên càng nhiều người quá yếu cương tư nam nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhưng mà nghe vào trong tay huyết mà tổng nhị thái tử lại làm cho huyết dịch toàn thân hắn dâng lên đỉnh đầu trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ không chịu nổi sát cơ rừng rực cơ hồ muốn hóa thành hỏa diễm tiểu tử người đến cùng là người phương nào coi như là yêu thần cung đệ nhất thiên tài yêu nguyên giã cũng không dám nói một tay tiếp được huyết sát kiếm của ta huyết mà tông nhị thái tử trầm giọng nói tuy hắn kiều căng nhưng mà không có nghĩa là ngốc. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến rất nhiều. Thông thiên cảnh trung kỳ thì có chiến đường yêu nghiệt như thế, người này nhất định không phải hạng người vô danh. Mà đối phương thoạt nhìn thì lạ lẫm như thế, kia cũng chỉ có một lời giải thích, nói cho hắn khẳng định đã ẩn tàng thân phận. Nhưng mà Khương Tư Nam kế tiếp liền nói một câu cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách để biết rõ, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? không đánh điền cút ngay cho ta ta không có thời gian dây dừa với ngươi sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử phát lạnh nói này tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp được huyết sát kiếm của ta điên tỏ vẻ ngươi rất cường đại hôm nay bọn thiếu gia nhất định phải giết chết ngươi ai đến cũng cứu không được ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta ta cũng không tin là không giết được ngươi pháp lực toàn thân huyết ma tông nhị thái tử bắt đầu khởi động trên đỉnh đầu hiện ra một đóa huyết liên hoa mờ mịt lấy sáng bóng thần bí trụ xuống từng sợi huyết quang làm hắn càng thần bí cùng tà dị huyết sát kiếm ở trong tay của hắn quang mang lập loè phảng phất như muốn sống dậy kiếm bình kinh thiên sát cơ bao phủ khắp nơi ở trong hư không lập tức tăng vọt hóa thành thần kiếm dài hơn một ngàn trượng ngang trời đánh về phía cường từ nam giết huyết mà tông dị thái tử mang đến hơn mười cường giả đều đồng thời tế ra linh khí cường đại. Trên đỉnh đầu hiện hiện huyết liên hoa, thiết triển ra huyết hải thần thông cường đại. Huyết ma tông hấp thu thần thông của huyết ma tộc, cho nên giống như là huyết ma tộc, huyết tiền hoa là căn bản, cũng là nguyên thần linh khí, mà huyết hải là lực lượng bản nguyên của bọn hắn. Huyết hải tràn ngập, sóng lớn ngập trời, sát khí biến ảo thành các loại ma thần dự tợn, đem trên không tế đàn hóa thành một biển máu tươi. Dâm 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 Hơn bởi nửa bước vương giả Đồng thời thi triển thần thông Lẫn nhau tầm đó Có một loại cộng bình kỳ dị Công gian chi lực lẫn nhau dây dưa Vậy mà hóa thành một huyết hải lĩnh vực Tuy không phải lĩnh vực chân chính Nhưng mà cũng đã cực kỳ khủng bố Khương Tư Nam cảm giác được Toàn thân chấn động phảng phất như xa vào trong lầy lội Huyết hải chung quanh đè ép về phía của hắn Cái này là lực lượng của nửa bước vương giả chỉ có sơ bộ tìm hiểu đến thực lực lĩnh vực mới có thể trở thành nửa bước vương giả. Nếu không, tu vi cường thịnh trở lại cũng không phải nửa bước vương giả đâu. Mà bọn hắn tìm hiểu ra lĩnh vực chi lực, dần dần hoàn thiện đến cuối cùng, hình thành không gian lĩnh vực chân chính mới có thể chính thức trở thành vương giả được. Chỉ là huyết ma tông, thần thông cực kỳ quỷ dị. Mười nửa bước vương giả đồng thời thi triển, cơ hội có hình thức ban đầu của lĩnh vực chính thức tuy còn rất không hoàn thiện nhưng mà cũng đã cực kỳ khủng bố rồi bị không gian chi lực cường đại giam cầm trói buộc cơ hồ là dây để làm thịt huyết ma tông nhị thái tử giữ tận cười một tiếng nhìn khương tư nam trong biển máu trong hư không huyết sát kiếm cực kỳ lớn lóe lên kiếm quang sắc bén một kiếm chém về phía khương tư nam không xong rồi tiểu tử này bị lĩnh vực chỉ lực trói buộc coi như là hắn chiến lực cường đại đi chăng nữa thì cũng không cách nào giải rụa lĩnh vực chỉ lực có người kinh hồn một tiếng Trong ánh mắt nhìn xem Khương Tư Nam Lộ ra một tia thường xót Đúng vậy đấy Tiểu tử này phe này chết chắc rồi Đáng tiếc thật Thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng Khương Tư Nam sẽ bị huyết sát kiếm chém giết Khương Tư Nam bỗng nhiên cử động Trong ánh mắt của Khương Tư Nam Lộ ra vẻ trao phúng Sau đầu của hắn xuất hiện kim sắc thần hoàn lóe ra ánh sáng chói lọi Vĩnh hằng bất hủ Thần bí mà thánh khiết vô cùng thân hình của hắn lập tức liền hoàn thoát khỏi huyết hải lĩnh vực trói buộc. Nói giỡn chắc, ngay cả thanh thần lĩnh vực của thành thần yêu vương cũng không thể giam cầm được hắn. Chứ đừng nói chỉ là huyết hải lĩnh vực thông trọn vẹn này. Với hắn mà nói, càng không có chút tác dụng nào. Cường từ Nam Tùng thiên bà lên, quay mắt về phía huyết sát kiếm. Trong ánh mắt, hào quang sáng chói, càng người thi huyết cuồn cuộn, có một loại chiến ý dâng trào trên đám tay kim sắc bộc phát ra một tia chớp kim sắc vô tận cái này làm sao có thể chứ mọi người lập tức liền hóa đá phảng phất như không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là lĩnh vực coi như là lĩnh vực không trọn vẹn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản coi như là nửa bước vương giả xa vào huyết hải lĩnh vực cũng chỉ có ngoan ngoãn bị chém giết nhưng mà người trước mắt này vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào Chẳng lẽ hắn là một vương giả ngụy trang sao Nhưng mà mọi người tưởng tượng ra liền bay trừ ý nghĩ này Nếu thật là vương giả Đã sớm một cái tát chụp chết bọn người huyết mạt nhị thái tử rồi Sao có thể cùng bọn họ lãng phí thời gian lâu như vậy Nếu như vấn đề liền tới Người này rốt cuộc là ai Huyết mặt tổng nhị thái tử Cũng ánh mắt chấn động Trở nên vô cùng âm trầm Hắn thật không ngờ Khương từ Nam Không bị ảnh hưởng chút nào trong lòng của hắn cũng hiện lên một loại cảm giác bất an. Nhưng mà hôm nay huyết sát kiếm đã chém xuống, hắn chỉ có thể cưỡng ép đe xuống loại tâm tình bất an kia, dốc sức liều mạng, cố gắng bột kiếm chém giết Khương từ nam. Đây chính là linh khí phương phẩm đỉnh cấp, đã từng uống qua phương giả chi huyết, chém giết một thông thiên cảnh đại yêu, tự nhiên không đói trời. Hào quang nổ tung, trong hư không phảng phất, như xuất hiện một mặt trời kim sắc, hào quang diệu chiếu theo kim quang nổ tung thiên địa biến thành một thế giới kìm sắc điện mang cuồn cuộn thiên đồi gào thét mà huyết thải trên hư không thì lập tức bị càn quét không còn nắm đấm của khương tử nam cũng đập vào trên thân huyệt sát kiếm con con tiếng kim thiết giáo kích chuyển đến khương tử nam đang ở trong không trung tung hoành không ngừng cùng huyết sát kiếm khống lại huyết sát kiếm không ngừng chiến minh mà sát khí cùng với huyết quang cường đại trên thân của huyết sát kiếm lại cắt mảng không tạo thành đừng bất luận ảnh hưởng gì đối với khương tư nam ngược lại lại bị khương tư nam đều là phiên cổn huyết khí tiểu tử này quả thực là quái vật tay không chống lại linh khí vương phẩm hắn vẫn là người sao coi như là thượng cổ thần thú cũng không có lợi hại như vậy trong ánh mắt của mọi người tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi tuy bị khí tức cuồng bạo chấn đến trong nội tâm kinh hãi nhưng vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào đại chiến trên hư không trận đại chiến đặc sắc này để cho mọi người nhìn qua đủ nghiện đồng thời đối với thân phận thật sự của khương tư nam lại càng hiếu kỳ hơn thiên điện nổ vang thực khùng chấn động trong hư không tràn đầy tia chớp kìm sắc rừng rực sáng chói như đã trần đồng cuồng vũ khí tức áp lực tràn ngập thiên địa thoáng như là cảnh tượng diệt thế đoanh khương tư nam chống đại huyết sát kiếm quyền thạnh thấu xương sau đó điện mang đổ tung ở trên thần huyết sát kiếm Và trả tiếng kim thiết rào kích hỏa tình bắn rả bốn phía giết mười đỡ bước vương giả của huyết ma tông cũng thân sắc lạnh như bằng giết tới phối hợp với huyết ma tông nhị thái tử triển khai tuyệt sát với khương tư nam tiểu tử ta muốn cho ngươi chết huyết mà tổng nhị thái tử đã giết đến đỏ cả mắt vô cùng nổi giận huyết hải thần quang chiếu rọi tứ phương có một loại sáng bóng yêu dị huyết điện hoa trên đỉnh đầu hắn từ trong hư không cuồn cuộn không dứt rút ra linh khí để cho cả người của hắn như một huyết ma huyết bào phần phật huyết điện hoa sáng chói nở rộ ở trong biển máu chìm nổi hơn nữa bắn ra từng sợi thần mang như là trật tự thần liên tịch cuốn về phía khương tử nam Phanh Khương từ Nam chém trong một quyền Có hình vạn trượng kim quang quét ra biển máu Tóc đèn rối tung nhạn quang như điện Càng gây vô hỉ vô bi Chỉ có chiến ý trong ánh mắt Càng ngày càng rừng rực Ở dưới hơn 10 nửa bước vương giả vây công Hắn không hề sợ hãi Ngược lại càng đánh càng hăng Càng người bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố Một huyết ma tổng trưởng lão Cầm trong tay một thanh trưởng thường đánh tới trường thương hiện lên ám kìm sắc có đường vân huyết sắc quấn quanh như là một huyết long sát khí trùng thiên một thương oanh ra phẳng phất nhưng ngay cả hư không cũng có thể đâm rách phanh khương tư nam một tay đụng vào cùng với linh khí chuẩn phương phẩm kia đối chiến bộc phát ra hào quang sáng chói hai tay của hắn xoắn một phát chuôi trường thương kia lập tức bị giam cầm huyết mà tổng trưởng lão kia thần sắc đại biến dùng hết lực lượng toàn thân muốn thu hồi trường thương nhưng mà trường thương lại không chút sức mẻ tí nào toái cho ta khương tư Nằm khẽ quát một tiếng trong ánh mắt kim quang đại phóng hắn một tay chém rụng như là một thanh thần đao khủng bố thanh ngầm két sát vang lên bảo quang phù văn trên trường thương nổ tung trường thương cũng bể mấy đoạn kích bắn về phía tứ phương trường thương vỡ vụn kim quang sáng chói lập tức liền bắn huyết ma tông trưởng lão trước mắt thành một cái sang để cho hắn kêu thảm một tiếng thân hình hóa thành thịt nát ngay cả nguyên thần của hắn cũng không có chạy thoát bị long hoàng bắt lấy ném vào trong miệng cả bằng ca băng, băng nhai ăn <laughs> huyết tiên hoàng nguyên thần linh khí này thật sự là mỹ vị nhân gian thậm chí là có một loại cảm giác để cho lão tử hoài niệm nằm đó nuốt luôn cả huyết ma long hoàng cười hăng hắc trong ánh mắt đại phóng hào quang không có ý hảo gì nhìn về phía những nửa bước vườn giả khác. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.